Quên đi hết nỗi sầu, tôi sai tới sáng. Riêng tôi muốn hết buồn, cứ đến casino. Tôi đây chẳng biết buồn, vì tôi có biết bao nhiêu nàng tôi đắm say. Tình luôn ngất ngây, sống không lâu trên đời cứ vui, sống không lâu trên đời cứ chơi. Cứ lo toan ưu phiền, lo nghĩ suy, đời đâu đáng chi, chớ nên lo ưu sầu, cứ vui. Quên ưu phiền, cứ chơi, cố lên, cứ sống cho yên vui. Không thấy ai vỗ tay cho ngày trời, nãy mệt chết luôn hả? Trời ơi, phải công nhận nha. Ba đứa mình mà mặc bộ đồ này đi ra đường nhảy hồi là bà con cô bác cho tiền khủng khiếp luôn. Sao ạ? À? Trời ơi, nhảy giống ăn xin quá ông nội ơi. Bậy bậy không mà, nhảy giống ăn xin. Ăn xin. Ăn xin. Không phải ăn xin. Bậy hoài. Sao tao thấy bà con cô bác vỗ tay quá trời vậy? Tao vỗ tay tao cười là tại gì á? Người ta nói tao bậy bạ người ta cười á. Bậy. Trời thấy chị đi cười không? Cười còn che miệng nữa kìa. Trời ơi, nào vậy sao? Rồi, che miệng còn lòi cái răng khểnh ra luôn á trời ơi. Đó đó là cười vui vẻ chứ sợ không. Rồi công nhận nha. Trời chị áo đỏ nữa nè, cũng đẹp nữa nè, dễ thương quá trời ơi. Công nhận nha, gái Việt Nam em mình này đẹp dễ sợ luôn vậy. Có chồng chưa chị? Cũng thương quá à. Cũng thương không? Anh cho tôi hỏi thăm nha. Gì vậy? Có vợ con chưa vậy? Trời bay bay đi. Trời ơi, ăn nói gì, năm ngoái con thằng nó hỏi tôi như vậy á, năm nay mới đem dỗ đó nè. Trời ơi, tôi đang chọc gái tự nhiên hỏi có vợ chưa. Ăn nói vô duyên, tôi chọt cái vô băng họng. Vậy ăn cơm không được, ba ngày sau chết. Trời, tôi nghi năm sau chắc tới tiên anh quá à. Ai? Anh. Tôi hả? Ờ, đứng chọc gái đi. Hả? Vợ đứng trong kia kìa. Rồi vừa mới vô tới cái nó chơi cái kịch vô hai cái lỗ mũi, về nhà thở không được, chết. Làm sao đám vỗ. Trời ơi, đàn ông trai gì đâu mà có vợ con ra đường thấy đàn bạn gái cái tung tướp à. Cái này ta gọi là dê đạo lộ đó biết không? Bậy đi, tôi dê tao sách vở đàng hoàng à. Sách vở sao? Sách vở Thánh Hiền mình có câu là câu sao? Câu gì? Bánh mì thì phải có ba tê, làm trai phải có máu dê trong người. Có thấy không? Thôi thôi. Em đi anh, vỗ tay nha. Trời ơi, sách vở Thánh Hiền để lại đàng hoàng á. Ca dao tục ngữ gì lãng nhách vậy trời. Không tự nhiên có bánh mì phải có ba tê. Không muốn ăn với gì ta ăn mắc mớ gì phải ăn với ba tê. Ừ đúng rồi. Ba tê ngon. Tôi khoái ăn với hột gà ốc la. Tự nhiên bánh mì ba tê, tôi nghĩ này bên khác quá à. Trời ơi, ca dao tục ngữ đi dê mà cũng phải đặt ca dao tục ngữ đâu nữa. Tôi thấy không phải tục ngữ đâu anh ơi. Ừ. Tôi nghi tục tiểu quá. Cha này, hai thằng cha này không biết gì trơn trọi á. Biết tại sao tôi phải dê không? Sao đâu nói nghe coi. Tại vì á, tôi có trách nhiệm phải dê là bởi vì mấy bà rất là thích dê. Có gì hả? Đúng bởi không? Vì phụ nữ đẹp người ta mới dê đúng không mấy chị? Mấy chị khoái thấy không? Dê á, giống như là nước vậy đó. Còn mấy chị phụ nữ giống như cái bông hoa vậy á. Dê mình tưới nước vô bông hoa nó nở rồi. Dễ sợ luôn. Mấy chị này cười quá trời nè. Trời ơi, chị này là bị anh kế bên dê dữ lắm mới cười được vậy á. Ừ, quá đẹp luôn. Quá dễ thương. Còn ngoại kìa. Trời ơi, ngoại buồn dễ sợ luôn á. Này là lâu lắm rồi, ông ngoại không dê bà ngoại nha. Đứng đây nha, đứng đây tụi tôi vô trước. Đâu anh liền mà vô. Ê, sao vậy? Tự nhiên vô. Trời ơi, anh chọc một hồi bà ngoại không quăng vuốt lên, tôi làm con anh liền á. Có đâu, chọc cho ngoại vui thôi, cho mấy anh thấy thôi. Người phụ nữ mà được chọc ghẹo chút xíu là tươi liền. Đó, bây giờ ngoại tươi như cái bông hồng vậy thấy không? Trời ơi, quá hên luôn. Thôi trời hên đó. Bây giờ tôi nói rồi, mấy anh không có rành gì dê đâu. Trời ơi, sao biết không rành? Đây nè, nếu nói về dê hả? Tôi kể cho hai anh nghe. Đâu, kể nghe, coi kể nghe. Dê có dê núi nè, dê đất nè, dê sữa nè, dê... Uầy! Ông ta đang nói dê vụ này không, tự nhiên dê đất, dê sữa rồi vô trong đó. Hả? Dê là, nói dê là tôi nè, rành một cây luôn. Nếu nói một dê, có nhiều loại dê. Ví dụ như cà ri dê, lẩu dê, dê nước dĩ, dê xào lăn. Trời ơi, tôi đang nói dê gái, tự nhiên đưa đồ nhậu vô à. Không nhậu xỉn sao dê. Cha nội này, giờ muốn biết về dê phải không? Ờ, đó. Nè, lắng tai nghe tôi kể về dê cho nghe nè. Ờ, đâu kể nghe coi. Kể nghe coi. Mình khi dê thì phải ra dê, khi tôi dê
là dê phải thật nghề. Dê mà số sàng là dê sớm xác, dê lố lăng là dê xà bát. Còn mà dê theo kiểu vô duyên là ăn nói như điên. Nên khi dê thì phải phong xương, dê xương xương dê khỏi phải chặn đường. Dê phải to tường, đường đi nước bước. Dê đến khi nàng không từ khước, nàng theo bước. Dê nhà. Nói làm thấy ghê quá. Làm hết hồn cha. Giống bê đê quá. Thì anh nói dê thì ta phải làm cho nó diễn tả cho nó giống chứ. Dê phải như tôi nè. Dê cái là dính, dê cái là dính. Phải rồi, anh dê là dính, dê là dính. Tôi nghi hồi anh về nhà anh cũng còn dính, mà còn dính lại chút da thôi. Sao vậy? Dê quá mà con vợ rồi ghen ở đây đứng đó dê. Về tối ngủ á, cái nó cầm lưỡi lam nó đi vòng vòng giường coi gì dư cắt bỏ, còn dính lại miếng da. Đúng mà. Vậy còn cái kia đâu? Kia rớt dưới đất. Đi kiếm mai lợi, trời, cái vụ này đăng báo 2-3 người rồi đó. Trời ơi, tôi sợ luôn. Sợ chưa? Hai cha nội này nghe, nãy giờ nói tôi không nghe. Làm như là hai cha thấy gái đẹp không biết dê vậy á. Ai xin lỗi anh nghe. Cái vụ mà gái đẹp đối với tôi không có nghĩa địa gì hết trơn. Trời ơi, hèn chi. Cha này cha cưới vợ xấu quắc à. Đúng rồi. Không lẽ ai cũng lấy người đẹp như anh là mấy người xấu để đâu. Trời, nó sanh ra cha nội này chứ. Đi chung sạch là đúng à. Trời ơi, không có hiểu gì hết trơn á. Ý tôi không phải nói là vậy. Tôi nói là tôi không có mê sắc đẹp. Trời sắc đẹp bảo mê mấy gì trời. Cha này có gì không vậy? Tôi mê cái vụ khác. Mấy vụ khác là vụ gì? Tôi kể cho hai anh nghe nè. Thì kể nghe coi. Một cô gái bước ngang qua đường, nhan sắc ôi phi thường, nhưng với tôi coi thường chẳng dân dương. Người nhan sắc khó khăn khôn lường, ta mất đi kiên cường. Em chỉ quen qua đường đừng dối. Một chui thu nó không xa vời, một bước ta lên trời, không khó khăn mau lời mà thành thơi. Được hay mất thoáng qua trong đời, mê đó đen không rời, khi tăng ta như trời ngồi mà chơi. Lắc chắc hả? Thua hả? Tôi thua. Mới chung cây gần rồi cha. Ăn nhiêu đó đủ rồi. Ủa vậy là mê là có ăn cây một vậy thôi đó hả? Nhiêu đó thôi. Nó vậy cũng không mê, mê bài bạc cái gì. Bởi vậy hai anh á, không nghe người ta nói. Người ta nói là vợ xấu là vợ của mình, vợ đẹp là vợ người ta. Mê vợ đẹp chi cho khổ. Chứ sao? Thấy không? Đó ơi. Sao vậy? Bởi vì á, đầu tiên là phải chinh phục nè. Chinh phục được rồi á, phải giữ nè. Trời ơi, tại vì con gái đẹp mà, giống như là báo vật vậy. Đúng. Để hở á, là nó rinh. Để kính á, thì nó rình. Trời ơi, lấy những con xấu vậy á. Miễn có tiền, có vài ba cái super mắc kẹt, cho tôi đi đánh casino hoài, tôi khoái à. Trời ơi, vậy là có vợ nào làm vợ cha nội này là xấu số lắm. Giỡn à, làm vợ tôi mới là sướng à. Sướng sao? Sao sướng? Tôi đâu có làm phiền gì vợ con đâu. Không, tối ngày tôi ở trong casino không à. Trời ơi, anh nghe ta nói hả? Không sao. Vô casino, nhớ vợ hiền. Trời ơi, thua hết tiền, về kiếm tiền đi nữa. Cái này quá dữ luôn á. Rồi vậy nói anh nghe, qua cái bên Úc Châu này casino quá trời vậy đó. Rồi qua nay thắng hay thua? Ăn thua. Em qua xui quá thua 5,000. Trời, thua 5,000. Nhưng mà không sao. Nay hên, thua có 4,000. Đúng là cờ bạc bác bằng ha. Hôm qua kêu cha dẫn mình đi ăn phở chú thể, không dẫn để thua mấy ngàn bạc vậy đó. Trời ơi, dẫn đi ăn phở rồi mẻ tiền sao tôi đặt ra? Mẻ. Vừa lắm. Đồ có tiền không biết xài. Đúng rồi. Trời ơi, vợ anh làm kiếm tiền ra cũng cực khổ lắm chứ bộ. Có tiền thì mình phải biết xài. Xài cho đúng chỗ. Đúng. Xài sao? Hơn nữa là phải biết làm việc thiện. Đúng, cái đó tôi đồng ý. Có tiền mà. Anh làm thiện sao anh nói nha. Ví dụ như đi ngoài đường không? Gặp một em 18, 19 tuổi rất là đẹp. Nghe không? Rồi. Mà nghèo, không có tiền mua xe đi. Rồi sao?
mình lấy tiền mua tặng em cái xe em đi đó, mốt em trả ơn cho mình nghe không? Mở miệng ra hồi cái nghe dê gái trong đó nữa. Gái không, trời đất ơi, đem tiền cho gái thôi làm việc thiện. Anh nói vậy là mấy anh ở đây ta tự ái sao? Ở đây ta làm việc thiện dữ lắm à. Có trời ơi, cha nội này đem tiền đi đánh bài, cha nội này đem tiền đi cho gái. Mô biết xài, nếu nói về biết xài, nói tươi. Anh ạ? À? Anh nói tươi. Anh biết xài sao? Biết xài không? Xài rẻ tiền mà thú vị. Cái gì xài rẻ tiền? Nghe kể nè. Yo, 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 ale, ale, ale. Yo, 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 ale, ale, ale. Yo, 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 cùng vui ta uống thật say. Yo, 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 mình cùng xài tới ngày mai. Đừng ham đánh bài, tương lai nghèo khó. Vì mê đánh bài, mất trắng nay mai. Còn ham mấy nàng, da can xào xáo. Vì mê mấy nàng, mất tri lao đào. Cứ sống bắt chước như tôi, cứ uống cứ hát cho vui. Đừng sâu, đừng buồn, ngày đêm cứ say. Chẳng nhớ đến những chua cay, cứ sống cứ uống lai rai. Đường đời còn dài thì ta cứ say. Yo, yo, ale, ale, ale. Yo, 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 ale, ale, ale. Yo, 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 cùng nhau ta uống thật say. Yo, 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 mình cùng say tới ngày mai. Yo, 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 cùng nhau ta uống cạn ly. Yo, 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 cuộc đời mình hết sầu bi. Yo, 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 cùng nhau ta uống thật say. Yo, 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 mình cùng say tới ngày mai. Quá đã luôn. Uống rượu đâu nhảy giống như con thằng lằn nha. Thôi phải không, nhận nhậu cái này mệt quá ông nội à. Sao thấy không? Nhậu nhẹt thấy không? Không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Thấy chưa? À, phải rồi. Ừ. Tôi thấy mấy thằng cha mà ghiền nhậu như anh vậy á. À. Bổ cái đầu vô gốc cây hoài à. Mấy cha nội là không biết uống ông ơi. Thì sao biết uống? Trời ơi. Mà rượu uống rượu làm sao rẻ tiền được? Tôi nói anh nghe, làm sao rẻ tiền nói tôi nghe. Sao không rẻ? Bây giờ tôi nói ví dụ như ba đứa mình đi. À. Mỗi đứa cho uống một chai rượu rồi quát không? Trời ơi, ba chai rượu nó có nhiêu tiền là không rẻ còn gì nữa. Trời ơi. Mười bảy thì dằn đi, kêu thêm chai nữa chỉ cho quát. Ở miệng cái bài bạc này mà ta đang ăn nhậu trong này ông nội. À. Mà anh nói rẻ tiền tôi không có tin đâu. Sao không tin? Anh uống ở đâu không biết. Ngày hôm qua nè. À. Tôi đi uống có 1 tiếng đồng hồ à. Tốn 1 ngàn mấy á. Anh uống gì dữ vậy? Uống bia ôm. Bia ôm. Mở miệng ra cái gái à. Ta uống này ta uống thuần túy. Phải không? Thuần túy là ta uống chất lượng mà. Tôi hỏi anh rượu có cái gì hay không mà anh mê. Không hay. À? Không hay sao nhiều người ghiền. Phải không? Không những ghiền mà còn nhiều người đặt thơ tặng nữa. Chứ sao? Người dạ, không nhậu với người nhậu nó khác nhau. Nhậu mà có thơ tặng nữa. Thôi thơ người nhậu và người không nhậu. À, sao thơ sao? Không nhậu thấy vợ quá già. Nhậu vô thấy vợ như là hàng nghe. Trời ơi. Thấy không nội, thấy không, thấy không? Thấy chưa? Anh này vỗ tay lớn nhất. Vậy là anh uống được, anh uống được giống tôi. Rồi không nhậu mặc kệ vợ la. Nhậu vô vợ thấy từ xa đứng cười. Sao lại nhậu được như vậy? Không phải, đang xỉn rồi đứng từ xa thôi, dám lại gần không? Đang chai rượu rồi ta chơi vô mỏ cái là phù mỏ. Cho nên là không nhậu uổng lắm ai ơi. Đời không ăn nhậu cuộc đời dứt đi. Dứt, dứt đi là dứt đi. Bảy tầm bạ không bảy à. Bạ không à. Ừ, giải tầm bảy tầm bạ. Nhưng mà cô tôi nói nghe nè. Hồi nãy giờ ba anh em mình đứng đây nói chuyện này á. Tôi thấy là ba anh em mình mỗi thằng có tật xấu lắm. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Mình bỏ đi. Bỏ sao? Bỏ được cái nào hay hay cái đó. Ờ bỏ gì? Giờ gì tôi nghe nghe nè. Ờ. Một bài, một rượu, một đàn bà. Đúng ba đứa mình á. Ba cái thứ đó nó quấy ta. Đúng. Đúng. Bỏ được thứ nào hay thứ đó. Bỏ. Bỏ, bỏ. Có chăng là bỏ rượu với bỏ bài. Rồi còn đàn bà đâu? Bỏ gì nổi. Ui dạ. Cũng vậy à, cũng để dành nè. Vậy mà bỏ là mất công đứng nghe nữa trời. Trời, bỏ bớt thôi. Bỏ bớt kia. Trời đất ơi. Trời ơi, đây nè, bỏ như tôi mới bỏ đây nè. Ờ, anh bỏ gì? Hai anh nghe người ta nói không? Cờ bạc là bác thằng bần. Biết rồi. Bây giờ tôi sẽ bỏ thằng bần, tôi chơi với bác nó. Trời ơi, vậy không bỏ, bỏ gì trời. Trời ơi, bây giờ bỏ một lần bỏ không được không? Ừ. Bỏ không được, nó một lần bỏ bắt chước giống tôi. Sao? Bỏ từ từ, bỏ phân nửa. Ví dụ như hồi xưa một chai rượu tôi uống 4 người. Đúng. Bây giờ bỏ hai thằng chơi chai. Trời ơi. Vậy mà nó bỏ. Cái này chắc
bỏ anh vô hồn á, bỏ vậy. Dạ, sao, dạ, sao, sao. Cái đó thiệt tình với mấy cái tạch này ông nào cũng dính hết trơn á. À. Nhưng mà bỏ một lần thì khó lắm, đâu phải để cho mấy ổng bỏ từ từ. À. Để cho vợ con nó bớt nhằn, cho gia đình nó êm vui, hạnh phúc. Đồng ý không? Đó, bỏ bớt đi. Ừ, bỏ bớt đi. Vô. Đừng vì đam mê mà gây ra biết bao ưu phiền. Xin chừa liền hơn thua sai xưa mấy bữa. Xin chừa từ hôm nay dứt khoát bye bye. Xin chừa ngay tâm mê bài. Thấy gái tránh xa liền, đời mình hết lo phiền. Cho nên người mới vui, cho cuộc đời sáng tươi. Cô lên, cô lên, cô lên. Chớ mày bạc bài bye bye. Chớ mày hẹn hò gái trai. Chớ say sưa rượu chè xin dứt ngay. Từ nay đổi thay. Sống sao cho nên người mới vui, cho cuộc đời sáng tươi. Cô lên dứt qua ngày hôm nay. Mặt tao vậy mày không giống bà ủi hả? Mặt tao giống bà ủi, mày biết mặt mày giống gì không? Giống gì? Giống mấy con heo bị thiến á. Thôi tao thiến không? Thôi giờ mày muốn sao? Thôi thôi thôi. Bây giờ mày muốn sao? Nhớ rồi, nhớ rồi. Đúng rồi mà. Mình nói bữa nay là ba con nó lên đây nè. Chết rồi. Chiên lên rồi đó.